Chào anh em nhé, quay lại cho anh em xem cây san núi trái của mình. Đấy, cây san núi trái này thì rất là nhiều trái, kín mít cây như chùm nho này. Anh em nhìn, anh em phê luôn. Đấy, đang nằm ở trên một cái chậu cây ở cái đôn này, khá là nhìn khá là hầm hố. Trái này anh em nhìn có rõ trái không? Trái rất là nhiều luôn. Như chùm nho. Hôm nay mình review cho anh em xem. Đây mình có mua được một cái chậu, một cái khúc lũa rỗng này. Đấy thì hôm nay mình đang nghiên cứu để mình bịt cái lỗ ở dưới lại, để cho nó giữ, bịt cái lỗ ở dưới lại để cho nó giữ chất trồng. Đấy, và mình kiếm được cái bụi lan này. Hôm trước mình ghép vào lũa này thì mình thấy là cho chấu với sơ dừa đây, thế là nó cũng bắt đầu hình như là chuẩn bị bén rễ rồi. Đây, trồng vào cái khúc lũa này. Cái đôn nu này khá là đẹp. Đây là mình review cho anh em xem để mình nghiên cứu xem là lấy cái gì để bút vào cái lỗ dưới này cho nó hợp lý. Thì nhìn đi nhìn lại thì chỉ có mỗi cái khúc san hô thôi, nhét cái san hô này vào cho nó thoát nước cho nó tốt. Vì thực tế là cái cây lan này nó cũng không cần nhiều đất trồng đâu. Cây lan thì mình cho vào xem nó có hợp lý không. Đây, đấy, thì là nếu mà mình nhét cái đường thân này vào, ghép làm sao mà để cho nó không bị phá cái dáng mà nó vẫn đẹp. Đây, bỏ tạm cái cây này ra ngoài, ba chân rất vững này. Bây giờ mình nhét cái chất trồng này vào. Này nó hơi mít. Sơ dừa to tí đỏ đây để cho nó giữ được cái chất trồng. Tất cả những cái cây mà muốn cho nó đấy, mình nhét vào như thế thì nó sẽ lấp đầy cái này thôi. Đây lan, đây lan hôm trước mình ghép mấy cái dè này vào cái khúc lũa này, này mình cũng tháo ra đây. Cái khôi mình cho cái chậu trồng.
mất công một tí nhưng mà sau này nó phát triển thì nó sẽ ổn hơn. Hai cái kỳ lan này mua cũng khá là đắt, mình nghĩ cũng chẳng chơi lan đâu, nhưng mà mình thì mình cũng không chuyên về chơi lan nên là mình cũng không biết được là không dành. Mình thấy họ bán cái lan này rất là đắt đấy, mua cả triệu triệu bạc được hai nhánh này. Triệu được có hai cái nhánh đan này thôi anh em. Thế thì hôm nay mình tách nó ra để mình cho vào cái chậu, mình trồng vào cái chậu. Mình nghĩ là mình cho vào cái chậu này thì sau này nó sẽ phát triển thì nó mọc ra nó sẽ đẹp hơn. Đây, cái đồn này mua cũng gần 500k, mình nghĩ là sẽ ổn đấy. Thì mà cái thằng Phong Nam này nó cũng là dễ sống rồi. Mình gặp lũ vớ vẩn thôi mà nó cũng không có chết. Hơi nhiều chất trồng một tí để cho nó đảm bảo cái ẩm được cái phun. Còn chấu với đốt với sơ dừa những cái dòng như này thì cũng phơi ở ngoài giờ, mình để cái này mình phơi ở ngoài giờ luôn.
Mình ghép những cái xi xi búp đỏ, mình nghĩ là nó hợp lý hơn. Đây mình quay cho anh em xem. Đấy, hôm nay mình cho cái bụi lan vào đây. Đấy, vào trong cái đôn này mình buộc đây, để đây cho nó tự nhiên. Đấy, cho phát triển. Đây là một siêu phẩm già mốc trắng u sụn, cây túc búp đỏ da trắng, hàng khá là tương lai. Là tiện đây thì mình cũng review cho anh em xem. Mình sẽ chỉnh sửa, mình làm cái cây này, làm cây túc này. Chắc chắn rồi, mình sẽ phải cắt gọt đi, cắt gọt đi bớt một số tay cành. Đối với lại các bạn là để làm ra một tác phẩm thì nó mất rất là nhiều công đoạn. Tìm cái chỗ mình để cái camera này cho nó anh em nhìn cho nó kỹ, dễ nhìn hơn. Đấy. Mình sẽ phải lọc chốt những cái chốt nào mà nó có tương lai thì mình sẽ giữ lại, còn những cái chốt nào mà nó mọc không đúng chỗ thì mình có thể bỏ. Để mà làm được một cái cây rất nhiều công đoạn phết. Nếu mà để cái cành này thì thấy không hợp lý, cắt đi. Đây, để chốt lại với chốt lại lệch nhau. Là cái vị trí thì nó sẽ hợp lý hơn.
cả từ cái chân rễ, cái mầm. Có những cái mầm mà mình phải giữ lại để nuôi, có những cái mầm mình phải phá đi. Đây này, kể cả cái chân rễ này, chân rễ để nó quắn cũng rất là nhìn nó cũng rất là đẹp, nhưng mà thực tế ra thì nếu để mà nuôi lâu dài, để mà làm lâu dài thì những cái hệ chân rễ như này là nó không có hợp lý đâu. Mình cắt nó đi để cho nó lộ cái đoạn thân này ra. Mình cắt bỏ cái rễ đi, vì cái dòng túc này rễ nó phát triển rất là nhanh, cho nên anh em không cần phải lo lắng nhiều. Xây dựng được một cái cây cành này đúng ra cũng cắt đi, cắt giật đi, nhưng mà mình để lại để nó hút dinh dưỡng, để nó nuôi cái đường thân này cho nó to, nên là mình chưa có cắt vội. Tất cả những cái rễ mà nó mọc không đúng vị trí là mình cắt hết, cắt hết đi, không cần rễ buông vào gì. Thì cái bộ đế của nó mọc lên là hôm nay mình sẽ xây dựng những cái tán này, những cái tay này chốt mới này. Này, những cái rễ của nó buông như này, mọi người có thể quan sát, nhìn nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mà cây nó sung, nó phát triển lên thì nó rất là nhanh. Cái đường rễ nó bám lên thì rất là nhanh. Đây, cái rễ này là mới tinh, nó đã to vậy, cho nên là để mà nuôi cái bộ đế của cái dòng túc này thì các anh em vô tư, không phải suy nghĩ, chỉ có cái cốt này. Cái phần này thì nó đúng ra để mà nuôi bền vững là mình sẽ cắt đi, mình cắt đi để mình chuyển cái cổ ngọn. Nhưng mà bây giờ cắt đi thì nhìn cái cây nó như một cây phôi, mà để nguyên này nhìn nó cũng ok. Mình thấy này, cái độ phân bổ tới cành mình xây dựng gọi là để chơi trước mắt, còn nếu mà chơi lâu dài là phải phá. Nếu mà chơi lâu dài là mình sẽ cắt cái cỏ đi, chơi lâu dài mình sẽ hạ cỏ xuống. Mà bây giờ trước mắt là mình phải xây dựng cái tay dưới này cho nó to đó. Đấy. To nó phù hợp với lại cái bố cục của cái thân chủ, cho nên là nếu bây giờ mà chúng ta hạ đi thì là nó sẽ ảnh hưởng. Đây là mình đã không xử lý ngay bây giờ. Đây, những cái kẽm mình vào đây là bây giờ mình cũng tháo ra. Mình cũng tháo bớt những cái kẽm ra để cho nó được thoáng cái đường thân này, cho nó phát triển.
thì cũng không cần phải gò cái kẽm này mãi ở trong đây gì. Lát nữa lại dùng chính cái kẽm này để mình xử lý những cái tay cành mới. Chỉ cần chúng ta điều hướng được cái cỏ ngọn này. Chúng ta thì cần điều những cái cỏ như này, bây giờ mình cắt đi, đang đây thì cũng là hợp lý thôi, nhưng mà để nó hút dinh dưỡng nó luôn cái đường thân này cho to, cho nên là không cắt vào thời điểm này. Mình sẽ định vị lại cho nó sau. Đây, mình sẽ tạm định vị bằng cái sợi kẽm này để cho nó thẳng cái tông, tông của cái cành bay này. Chơi cây là chỉ có cắt giật cắt chuyền thôi thì nó mới là đẹp. Cành này phá cách cắt mà không đúng vị trí. Lát nữa mình sẽ xử lý. Đây, cỏ ngọn này bây giờ là úp cứng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái kẽm này ra. Bỏ cái kẽm ra cho nó được tự nhiên. Cây nó thở không gò gì cả. Nay chỉ khoảng tầm 2-3 tháng nữa là cốt nó ổn rồi, bắt đầu mình sẽ ép chậu cho cái cây này nó vào một cái chậu đất, chậu đá thấm thủy để là cô nó lại, cô cái cây lại để cho nó côn cây. Cành này nó lượn rất là đẹp này.
đấy, nhưng mà phải vít xuống, phải ép xuống. Mình sẽ dùng cái kém to để mình ép nó xuống. Ép cái cốt tay xuống để cho nó đúng cái đặc chuẩn theo cái mong muốn của mình. Cho nó sang xong đánh võng rồi. Con dương, con thấp, con cao, sâu cây hơn. Thì bây giờ cái chém của cái lần trước mình lại tháo ra. Sao mà cho nó mềm mại. Buộc phải cho nó chuyển. Chuyển làm sao mà có cái vai này nó phải khớp. Đường tay này không được để cao quá là nó you
cái đường tay này không được cho cao quá là nó xử lý, mình ép cái tay xuống. Từ lúc nó nhỏ này thì nó mềm, dễ làm hơn là lúc một chốt nó cứng lên rồi, đường cốt nó cứng lên rồi là bó tay, không phải làm này. Anh em bẻ cái tầm non như này thì mình nắc nó sẽ dễ hơn. Cốt này cốt cảnh lên đây xây dựng ngay từ bây giờ. Xây dựng ngay từ lúc nó còn non như này thì cái cây nó sẽ theo cái gốc cái nghe cái đường nắp của mình. Cốt trục quan trọng, thì chúng ta xây dựng là chúng ta để cái dây thừa này là sau cái đoạn có ra có cái này mà chúng ta diễn sợ nhất là mình làm này mình không tính trước rồi sao nó và đặt cái bố cục của nó là rất là khó.
Để mà chèn được cái đường kẽm nó vào, chèn một cái đường kẽm vào như này cũng là phải tính toán rồi. Khi nó ra phát là nó khớp. Những cái mầm rất là nhỏ nhưng mà nó là những cái mầm đẹp, mầm quý. Thì buộc chúng ta phải giữ lại. Cây này chỉ khoảng tầm một tháng nữa. Tầm một tháng nữa là mình sẽ chuyển cái cây này vào một cái chậu đá. Cái chậu đá thấm thủy thôi mà mình cô lắm. Mình cô không cho nó ăn chất trống nữa. Dễ nó ổn định á. Cô nó không cho nó ăn chất trống thì nó sẽ thứ nhất là lá nó nhỏ lại, thứ hai nữa là mình xây dựng một cách nó vơi ra chủ động. Quan trọng nhưng mà cũng chẳng quan trọng. Mình xử lý lốt mấy cái lá già đã rồi, keo sẹo ngoài. Sâu bắt đầu không cần suy
tôi nghĩ đắn đo nhiều quá. Đấy, sau khi mình cắt gọt sơ bộ thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mình keo sẹo vào những cái đầu cắt để cho nó đỡ ảnh hưởng đến cây. Không keo vào những cái cây túc này thì chẳng sang, keo vào tí cho nó đảm bảo. Cái mùa này là mùa hành khô, sâu bệnh phát triển nhưng kỹ được tí thì cái khô của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Nói chung là mình làm cũng hơi kỹ càng một chút để làm sao mà nó đảm bảo. Rồi, buổi sáng ngày hôm nay mình tranh thủ mình review cho anh em xem một cái cây thuốc búp đỏ hàng núi đá Hà Giang này. Đấy, để cho anh em xem. Đây, cái chốt này đang xây dựng để sau mình làm một cái tay nữa, vì cái bộ đế này khi mình nâng lên ấy, thì là cái tay ở bên dưới này rất là đẹp. Đây là tổng thể cái túp búp đỏ của mình nhé, vành 100 cực kỳ già luôn. Đấy, đang làm một cái chậu 60 này, sau mình sẽ nhấc lên là mình cho ép vào một cái chậu đá thấm thủy dài 60 ngang 40 là đẹp. Gạo đây, gạo cắt dập chuyển dáng cho nó đây. Đấy, nguyệt quế đa xoắn bông chùm tạo tác từ từ dần dần. Đấy, hoa lan đây, bụi hồng đây. Đấy. Thôi, chào anh em nhé.